Em chào các bác nhá. Phiên sáng ngày hôm nay em Thúy lại tiếp tục lên một video giới thiệu với các bác nhiều hàng mới cập bến và em sẽ thanh lý một số mặt hàng. Đấy, các bác ơi, hôm nay ngoài nhà em mưa rất là to luôn, mưa như bão luôn. Em không ra vườn được nữa, em quay để cho các bác xem nhá. Các bác đặt hàng liên hệ với em qua số điện thoại 0981 550 768 và số điện thoại 0817892229. Bên cơ sở nhà em có nhận ship hàng toàn quốc. Phí ship bên nhà em là đồng giá là 35k và bên nhà em không bao ship nhé các bác nhé. Bên này nhà em có rất là nhiều những cái giò quế đột biến đang sưng nụ. Các bác nào có nhu cầu mua thì alo em sẽ quay video chụp hình báo giá nhé. Toàn những giò to siêu to khổng lồ. Ngoài ra còn những cái giò mà nhỏ nhỏ xinh xinh vừa túi tiền của các bác cũng rất là nhiều nhé các bác nhé. Đó. Này, nhà em la liệt hàng đây mà trời mưa như thế này thì em không ra được vườn nhá. Đầu tiên em sẽ lên giới thiệu với các bác một cái mặt hàng đầu tiên. Em vừa mới cập bến đây. Đó là Acco hoa vàng. Hàng này là hàng bụi nhá. Đang sưng nụ này. Đang có nụ hết nhá. Hàng bụi Acco hoa vàng đang có nụ. Và mặt hoa thực tế của nó đây. Đây, cái bông hoa nó gần tàn này các bác nhá. Cái hàng Acco hoa vàng này thì hoa nó sẽ ra quanh năm, hết đợt này đến đợt khác. Và hàng này là hàng bụi nhá. Đây này các bác ơi, bụi đang nụ nhá. Cái bụi này đang có hoa này. Và nó đang nụ như thế này nhá. Một bụi nó trung bình nó có từ 2-3 cây trở lên. Ví dụ như cái bụi này em sẽ cần mà là nó có một mẹ một con này. Và đang nụ nhá. Và các bác ơi, các bác có một điều hoan hỉ như thế này. Các bác có một điều như thế này. Nó một bụi này. Đây, cái bụi này nó có 1, 2, 3, 4 thì đấy, nó đẻ cây con ở trên cây nhá. Đấy, trung bình nó cứ từ 2 cây trở lên. Cây nó đang có nụ và có một điều như thế này. Trời nắng nóng như thế này, trong quá trình vận chuyển, như em vận chuyển ở bên kia về, nụ nó đã hỏng như này. Thi thoảng có cái nụ nó đã hỏng như thế này. Thì các bác hoan hỉ giúp em. Em bán hàng là em bán hàng không nụ. Cho nên là các bác đừng bắt đền em nhá. Các bác đừng bắt đền em. Mình mua về để làm giống. Em cứ phòng xa trường hợp như vậy. Đây, cái bụi này này. Cái bụi này thì cây nó cũng 1, 2, 3, 4 cây này. Và còn đang tiếp tục đẻ và đang lên mầm nụ ở trên ngách lá nhá. Và còn cây này thì nó không được đẹp mướt mát 100% đâu. Lá nó rất là giòn. Trong quá trình vận chuyển nó sẽ hơi xước xác hoặc hay hơi cái vấn đề gì đấy. Thì các bác cũng thông cảm giúp em nhá. Hàng này em Thúy chia sẻ với các bác giá là 140k một bụi. Và giá trên chưa bao gồm phí ship nhá. Quá rẻ cho một cuộc tình luôn các bác ơi. Đây, em bỏ ra đây cho nó sáng này. Một bụi nhá. Đấy, hàng này hàng bụi của em nhá. Hàng này hàng bụi của em. Đó. Và cái trời nắng nóng như thế này thì các bác cứ bảo là nóng nóng sợ cây nó hỏng. Nếu mà cây các bác nói như vậy thì cũng không đúng. Chúng em làm nghề hoặc tất cả trên thế giới này vận chuyển hàng hóa mà cứ nóng nóng thì chả có ai buôn bán cái gì mà chả ai được chơi được dùng cái gì. Chúng em làm hàng thì chúng em phải có nghề. Chúng em đóng nó phải như thế nào làm sao mà cho hàng nó không hỏng. Có một điều như này, khi các bác nhận hàng thì cây nó sẽ hơi héo một chút. Tại vì em cắt nước em gửi đi xa chứ em không thể để cái cây tươi như thế này. Em gửi đi cho các bác thì nó sẽ trong thùng nó sẽ thối. Em cắt nước là cây nó khô, gửi đi xa thì nó mới đảm bảo. Khi các bác nhận hàng thì các bác mở ra cho nó hà hơi đi, cho nó thân thiện với môi trường của mình đi. Vài tiếng sau các bác mới tưới nhẹ một cái. Sang đến ngày hôm sau để các bác đã tưới đẫm nước thì cây nó sẽ hồi lại nhá. Vì sao như vậy em giải thích cho các bác này. Mình đang đi nắng nóng về mà mình tắm ngay thì mình sẽ bị cảm, bị sốc nhiệt. Nhưng cái cây cối nó cũng thế, nó đang ở trong thùng nóng mấy ngày như vậy. Mình mở ra mà mình tưới nước luôn thì cây nó sẽ sốc và nó vàng lá rồi nó chết. Thì các bác lưu ý hộ em như vậy, em hướng dẫn là cứ tưởng tượng như mình đi vừa đi nắng nóng về mà tưới tắm ngay thì nó sẽ bị sốc nhiệt. Các bác cứ như vậy là các bác tưởng tượng em tả lôm na như vậy thì các bác tưởng tượng ra giúp em. Đó. Thì các bác tránh tưới nước ngay hộ em nhá. Đấy, bao giờ em mà để cây tươi mà em gửi đi xa, cây ướt mà em gửi đi xa như vậy là trong thùng nó sẽ thối. Em sẽ cắt nước để khô, em gửi đi xa thì cây rất là yên tâm. Hàng bên Thái về đây, hàng bao nhiêu ngày về lên đây không sao nhá. Cho nên là các bác cứ yên tâm cho em. Và em nói lại một lần nữa là Acco hoa vàng,
hàng bụi của nhà em, giá là 140.000 một bụi. Đó, các bác nhìn thấy hoa chưa? Hoa này nó tàn rồi. Và cây đang em bán tình trạng là cây đang có nụ, nhưng mà trong quá trình vận chuyển nó có bị vấn đề gì thì các bác cũng hoan hỉ giúp em. Em không, em giá em đưa ra là giá hàng không nụ. Nếu mà nó có nụ đẹp ấy thì giá nó lại khác rồi các bác nhé. Đó. Tiếp theo đây em sẽ lên một số hàng em dọn vườn, hàng bom đạn mưa rơi. Đây đầu tiên em sẽ có một cái mã Vanda. Vanda của nhà em, Vanda nhiều màu. Một đống như thế này là hàng này, là hàng, hàng này là hàng bom đạn mưa rơi. Các bác đặt hàng cho nắm vào, cho kỹ vào. Khi mà đến bưu tá đến nơi gọi điện các bác không nghe máy. Đấy, các bác không nghe máy xong rồi các bác lại bảo như là bác hai nhân. Bác cái tên là Nhân nhưng mà bác cái trả nhân từ cái gì cả. Bác đặt của em một lúc ba đơn hàng. Em nói vậy để các shop khác nghe rõ, tránh bác này ra. Ba đơn hàng đến nơi bác không cần xem hàng, bưu tá gọi bác bảo là bác không đặt cây đấy. Bác đã xem hàng đâu mà bác biết không đặt cây đấy. Cái thứ hai, bưu tá nói bảo ông này ông đặt 10 đơn hàng, may ra ông mới nhận một đơn hàng thôi chị ơi. Ông đặt của em 3 ngày, tất cả là 3 ngày liền 3 đơn hàng các bác nhá. Tránh xa trường hợp. Và các bác đặt hàng, hôm nay em nói hơi lâu một tí, các bác đặt hàng thì trước khi đặt hàng thì mình phải có kế hoạch của mình rồi. Bác đặt hàng, hàng gửi đi rồi, các bác bảo các bác đi du lịch. Mà em nói cho các bác nghe, 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 đi du lịch, ok. Bây giờ qua 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 rồi, bưu tá đến bác bảo bác đi du lịch. Em nói thật với các bác không muốn lấy, các bác nói lý do vậy. Các bác những ngày này các bác đi du lịch thì em nói thật chỉ có đi du lịch ở nghĩa địa thôi. Đấy, và bác từ chối nhận hàng của em. Đây, cái mã đầu tiên là em sẽ... Em nói hơi lâu và có một cái điều gì mà không đúng với những cái bác mà tử tế đứng đắn thì em cũng gọi là các bác cũng bỏ qua giúp em, của đau con sót. Mã A1 gồm có 4 dề Vanda. Em chia sẻ với các bác là giá 350.000 này, 2 này. Ôi dồi ôi, dề này nó thầm 4 con này. Đấy, dề này này cực kỳ to này, 3 này, 4 này, dề này cũng 2 con nhá. Hàng này hàng là các bác đặt hàng này xong bắt đầu đến nơi đây. Hàng bom đạn mưa rơi, cái cây này nó còn hầu như nó còn đẹp nguyên này. Còn những cái cây này thì nó sẽ hơi xước xát một chút chút. Em xả cho các bác có 350.000 thôi. Đấy, một đống to như này, các bác nhìn thấy cái thùng nó phải siêu to khổng lồ. Tiếp đến, em đánh mã A2 gồm một giò quế giá 170.000. Hàng đang có nụ nhá. Một giò quế này, A2 này, một giò quế này giá 170k thôi. Nó có 1, 2, 3, 4 ngọn nhá. Dễ ra siêu dài luôn này. Đó, A2 này, A3 là 170.000 này. Rẻ như thế này không mua thì mua cái gì các bác. Rẻ hơn cả tam bảo sắc của mình. Mà đây đấy là quế đột biến nhá, 170.000 này. A4 này 250.000 này. Cũng đang có nụ hết nha các bác nhá. Còn bao nhiêu nụ thì thôi các bác hoan hỉ giúp em. Em quay như thế này thôi chứ còn chi tiết quá thì không được. Đấy, tiếp theo đây em sẽ lên một số mặt hàng Thuần đang có tại vườn nhà em. Vanda bụi của nhà em cập bến nha các bác nhá. Trời ơi, toàn hàng bụi đi các bác ơi. Đấy, hàng bụi và hàng cây to nhá. Đây em cho các bác xem mặt hoa này, rất là nhiều mặt hoa đỏ, hồng, trắng, tím, đốm. Trời ơi, vân vân, rất là nhiều mặt hoa. Đây các bác nhìn này, rất chi là nhiều mặt hoa luôn. Đó, siêu đẹp chưa? Siêu đẹp. Và cái hàng Vanda này hoa nó sẽ ra quanh năm, hết đợt này đến đợt khác. Đây, em Thúy sẽ chia sẻ với các bác giá là 120.000 một bụi. Một bụi của nó trung bình nó từ 2 cây. 2 cây thì các bác lấy cái bụi 2 cây thì cây nó sẽ cao to. Đây, 2 cây nó có thể, cây nó có thể cao to, một mẹ một con như thế này, hoặc có thể là 2 cây đều như thế này. Đấy, các bác nào mà lấy bụi nhỏ nhỏ xinh xinh thì nó sẽ có tầm 3 cây nhá. Đây em tìm cho, hầu như 3 cây thì nó bé lắm. Đây, bụi này bụi 2 cây thì 2 cây nó đều nhau này. 2 cây nó đều nhau, các bác nhìn thấy chưa? Đó, 2 cây nó đều nhau nhá. Đấy, cứ 120.000 một bụi thôi ạ. Siêu đẹp. À, không gọi là siêu siêu xinh luôn chứ còn siêu to thôi chứ còn. Đây, cái bụi này bụi 3 cây thì cây nó không được đẹp. Đó, bụi 2 cây đây,
một số cây thì nó đang sưng nụ lên nhá. Đây này, ví dụ như cây này đang sưng nụ nhưng em bán hàng này, em bán hàng không nụ, cho nên yên tâm. Đấy, các bác mà lấy cái bụi này, bụi 3 cây này thì cây nó sẽ nhỏ hơn và nó cũng không được đẹp bằng cái bụi 2 cây đâu các bác nhá. Đó. Hàng này em Thúy chia sẻ mà các bác là 120.000, các bác mua nhiều thì em sẽ thí dụ mua 5 bịch trở lên, 5 bụi trở lên thì em Thúy sẽ bao ship nhá. Và cái hàng Vanda này thì lá nó cực kỳ là giòn. Trong quá trình vận chuyển thi thoảng nó sẽ có xảy ra tình trạng như thế này. Thì các bác cũng hoan hỉ giúp em. Em bán hàng là không đẹp long lanh nhá. Đấy, em bán hàng này. Em có cái gì đấy, tình trạng là lá nó rất là chi là giòn, trong quá trình vận chuyển thì không tránh khỏi. Và hàng này là hàng dễ gió. Thế cho nên là các bác về mình không cần cho nhiều giá thể đâu ạ. Cho nhiều giá thể và cây nó bị thối rễ nó sẽ chết nhá. Đây bên Thái người ta trồng này, không có cái giá thể gì nha các bác nhá. Đấy, các bác lưu ý hộ em là cái hàng Vanda này nó chất chi là giòn, thi thoảng có tình trạng là lá nó bị như thế này, sức sức như thế này thì các bác hoan hỉ giúp em nhá. Đó, hàng Vanda bụi của nhà em này. Em giới thiệu tiếp với các bác một cái dòng lan Pat, cũng là thuộc một dòng họ lan cát nhá, Catnea. Nhưng mà dòng này dòng nó gọi là dòng Pat cổ xưa. Đầu tiên em giới thiệu với các bác một mặt hoa, đó là Phượng Hoàng Lửa nhá các bác nhá. Phượng Hoàng Lửa, hoa siêu đẹp và siêu thơm luôn các bác ơi. Cực kỳ là thơm luôn Phượng Hoàng Lửa. Cái dòng lan bát này của nhà em này, hoa nó sẽ ra quanh năm, một năm ít nhất là nó phải ra 2 lần các bác ạ. Mà nói về cái dòng hoa lan bát này, hoa nó cực kỳ là thơm luôn các bác ơi. Và tình trạng em bán cho các bác là cây đang có nụ và đang có hoa, thì trong quá trình vận chuyển thì hoa nó có thể là những cái cây nào đang nở hoa, nó có thể là các bác về các bác là chơi được ít ngày hơn thôi, hoặc là nó có thể nó sẽ tàn hơn, thì các bác hoan hỉ giúp em. Tại vì em bán cái giá em Thúy đưa ra là giá hàng giống nhá, lan bát này. Đấy, một chậu như thế này em Thúy chia sẻ với các bác giá là 90.000 một chậu đi. Hôm nay em bán đồng giá 90.000 một chậu. Em còn nhiều loại nữa lắm. 90.000 một chậu và các bác mua 10 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. Giá trên thị trường người ta đang bán là 130.000 đấy ạ. Nhưng em Thúy bán 90.000 thôi. Đầu mặt hàng đầu tiên đó là dòng Phượng Hoàng Lửa này. Tiếp đến này, em giới thiệu tiếp với các bác một mặt hàng nữa. Nhà em nhiều quá mà vườn nó như thế này mà nó vẫn còn đang chật, không có chỗ xếp này. Cho nên là em xếp nó rõ ra nhiều chỗ. Dòng tiếp theo đó là dòng cũng là thuộc dòng Nan Pat, đó là Taiwan Picnic. Taiwan Picnic. Đây các bác ơi, nhìn cánh blue, lưỡi đốm này, hoa siêu đẹp luôn. Đó, cái dòng này em cũng chia sẻ với các bác giá là 90.000 thôi. Những cái dòng này thì cụm mà cái cây nó sẽ nhiều giả hành hơn, to hơn. Đấy, tình trạng là đang có cây đang có nụ, có hoa, có cây đang lên mèo. Và em bán cho các bác giá là giá không nụ, không hoa. Đây này, cánh bờ nu nhá, cánh bờ nu lưỡi đốm này, nó gọi là Taiwan Picnic. Đó, rất chi là nhiều. Và tiếp theo, em cũng có rất là nhiều mọi mặt hoa đây. Các bác ơi, nhiều mặt hoa lắm, em đọc không hết tên được. Đây, nhiều mặt hoa nó cũng là dòng thuộc dòng Pat. Thế các bác nào mà hoan hỉ lấy thì các bác lấy nhiều màu thì em sẽ nhặt nhiều màu cho các bác này. Nó là lung linh luôn. Lung linh luôn đây các bác nhìn thấy chưa? Lung linh rất là nhiều mặt hoa. Và hoa này em đứng đây mà nó thơm rứt hết cả đầu luôn các bác ạ. Nó nở có một ít này, rứt hết cả đầu. Đấy, các bác nào thích lấy nhiều màu thì em sẽ lấy nhiều màu cho các bác. Nói chung là nó nhiều tên lắm, em đọc nó không hết tên được. Nhiều tên lắm. Ôi hoa nó lung linh luôn. Mùa này này, mùa này đang là mùa hoa Pat và một năm nó ra ít nhất 2 lần nha các bác nhá. Đấy, chứ còn các bác bảo nhặt nụ cho các bác thì em sẽ cố gắng nhặt nụ, nhưng mà như cố gắng nhặt đang có nụ có hoa, nhưng em cũng nói luôn là trong quá trình vận chuyển chẳng may nó có sự cố thì các bác hoan hỉ giúp em. Tại vì hàng này em Thúy đưa ra là hàng em không, em bán hàng giá em đưa ra là bán hàng giống nha các bác nhá. Ôi thơm lắm cơ các bác ơi, thơm cực kỳ luôn đấy ạ, rất chi là nhiều nhà em này, rất chi là nhiều luôn nhá các bác nhá. Đó, trên vườn ở dưới nhà này hoa nó cứ nở rực rỡ lung linh luôn, trồng mặt hoa nào cũng đẹp. Đó, lại còn đây nữa này. Đấy,
Nhà em nói chung là để rất chi là nhiều chỗ luôn. Đấy, toàn dòng pát luôn hết nhá các bác nhá. Đây, một chậu nó rất là nhiều thả hành. Và đối với cái dòng này thì em cũng khuyên các bác một câu chân tình là các bác về, các bác sang chậu cho em. Đây này, nụ đang rất nhiều nhá. Cái dòng Taiwan Picnic này rất là nhiều nụ luôn. Các bác sang chậu cho em để cho nó có đất nó phát triển. Đây này, nó đang đẻ rất là nhiều nhá. Đẻ nhánh con ở trong đây rất là nhiều. 7 đến 10 ngày các bác vẫn tưới cho em nó ăn phân thuốc một lần. Và hàng ngày các bác vẫn tưới nước đều cho em nhá. Đấy, cái gì tưới thì các bác chỉ tưới vừa phải thôi. Đừng có tưới nhiều quá nhá. Corat Cookie nhà em Thúy đây các bác ơi. Siêu đẹp luôn nhá, hàng lá xếp nhá. Chậu 2 cây này. Đó, hàng này là chuẩn bị sẽ ra hoa. Cái dòng Corat Cookie này thì hoa nó sẽ ra từ tháng 6 đổ đi cho đến tháng 12 dương lịch. Thậm chí là đến Tết các bác cũng có thể chơi hoa. Nhà em 3 năm được chơi hoa Tết rồi. Đấy, Corat Cookie nhá, hàng lá xếp một chậu 2 cây này. Đó, và thi thoảng có cái lá chân nó sẽ hơi bị gọi là cái màu ấy là màu nói chung là nó không được nhìn, các bác nhìn không được đẹp, nhưng không phải hàng hỏng nhá. Hàng này em cho các bác xem mặt hoa này. Ôi dồi ôi, hoa nó thì siêu đẹp, siêu thơm luôn. Các bác ơi, hoa nở thực tế nhà em nó sẽ có hai màu, một màu đậm, một màu nhạt. Đấy, màu đậm nhá, cánh cực kỳ trọt. Đây, màu này màu tím nhạt đây của nhà em, mới gọi là, nói chung là nó gọi là màu gì tùy các bác đặt. Đấy, tất cả đều là hoàng nhà em đang nở đấy nhá các bác nhá. Em phải quên, em không quay cho các bác cái clip hoa nó nở tại vườn nhà em. Rồi. Em đây có cái clip mà bây giờ em tìm nó hơi lâu. Đấy. Hàng này em Thúy chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Một chậu nó sẽ có 2 cây như thế này đây. Cây nào lá nó ngắn hơn ý, nó gọi là lá nó ngắn hơn thì cây nó sẽ hơi bé hơn một chút. Còn cái cây lá xếp, lá nó dài ấy thì cây nó sẽ đại đẻ nó nhiều cặp lá hơn một chút. Đây. Cứ một chậu 2 cây, nó có hai dạng này, một dạng cây mẹ con này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Và một dạng cây lá xếp nhá. Một dạng cây lá xếp. Em Thúy chia sẻ là 120.000 một chậu. Và giá trên em Thúy không bao ship nha các bác nhá. Các bác vui lòng cộng cho em thêm phí ship vào cho em nhá. Nhà em không bao ship ạ. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Rất chi là nhiều luôn nhá. Hoa siêu thơm luôn. Đấy, nhà em Thúy là nhập trực tiếp cho nên là hàng rất chi là nhiều, mênh mông luôn. Tiếp đến em có một cái dòng kiếm. Dòng này là nhà em cũng dọn vườn nhá. Một số mặt hoa thực tế đây các bác ơi. Đó, mặt hoa thực tế. Và cái hàng này nó rất là nhiều mặt hoa. Nó lung tung luôn. Cây có nụ, cây không có nụ. Đây các bác ơi, em cho các bác xem mặt hoa thực tế đây. Nói chung là nó nhiều mặt hoa lắm. Cây có nụ, cây... Đấy, em vừa sờ nó lại bị gãy một bông hoa này này. Cây có nụ này, cây đang có hoa. Và em bán này bán hàng giống nhá. Đây có mặt hoa của nó đây, cánh bầu nhá. Đó. Đó. Các bác xem ở trên ảnh ấy thì lá nó có vẻ nó trắng, nhưng mà đây là hàng nhà em vứt ở góc vườn. Nó được ăn nắng này, nó như thế này chứ không phải vàng úa gì nhá các bác nhá. Có chậu có nụ, có chậu có hoa và có chậu không nụ. Em bán hàng này, em bán hàng xổ số. Và trong quá trình vận chuyển ấy, thấy cái nụ mấy cái hoa mà nó có bị xịt hay nó gãy thì các bác cũng hoan hỉ giúp em. Giá em Thúy đưa ra là giá em đưa hàng giống. Em sẽ chia sẻ với các bác giá 220.000 năm chậu kiếm như thế này. Đây, em bỏ ra em cho các bác xem này. Đấy. Giá cực yêu luôn nhá. Có 220.000 thôi. Năm chậu nhá. Về mình tha hồ. Và giá em Thúy đưa ra là giá chưa bao gồm phí ship nha các bác nhá. 220.000 năm chậu kiếm to tướng như thế này. Đó. Các bác thấy rẻ chưa? Và hàng này hàng lá láng nhá. Lá láng, lá ngắn. Về các bác nuôi nhà mình thì lá nó sẽ to lên nhá. Giá quá yêu thương luôn, em thanh lý mà. Nay em ra em dọn vườn được có bằng này thôi. Và sổ số các màu nha các bác nhá. Và các bác hãy nghe rõ em nói một lần nữa. Trong quá trình vận chuyển, chẳng may nó có gãy nụ ngồng nụ hay là nó sứt sẹo gì, các bác đừng bắt đền em nhá. Em bán là giá hàng giống nhá.
Nói chung là kiếm được nhiều mặt hoa cũng rất là đáng yêu luôn. Đó. Và đây là một cái dòng hải yến nhá các bác nhá. Hải yến nhà em là hải yến bụi này. Một bụi của nó trung bình nó có sẽ có từ 2-3 cây trở lên. Nói chung là nếu mà nó 3 cây thì nó sẽ có một cây to, hai cây đẻ, mấy cây đẻ con ở dưới này. Hai cây thì nó sẽ có tình trạng là hai cây đều hoặc là cây to cây bé nhá. Đấy, hải yến nhà em, hàng này hàng đang sưng nụ nhá các bác nhá. Nói về cái dòng hải yến này thì hoa siêu thơm luôn các bác ạ. Đây này, em quay cái chỗ này nó sẽ hơi bị tối một chút. Đó. Em cho các bác xem mặt hoa nhá. Mặt hoa hải yến này, nó sẽ có hoa đậm, hoa nhạt. Đó các bác xem, nó sẽ có hoa đậm, hoa nhạt, và nhưng mà riêng vào dòng hoa thì siêu thơm luôn. Một bụi như thế này em Thúy chia sẻ với các bác giá chỉ có 120.000 một bụi thôi. Và các bác mua 5 bụi em Thúy miễn phí ship nhá. Đây này, thí dụ các bác mua 5 bụi như thế này về các bác ghép thành một tác phẩm này. Đó, rất chi là ok. Hàng này hàng đang sưng nụ, chứ em bán hàng nụ là vận chuyển là em sợ nó hay bị hỏng ấy. Cho nên là em bán hàng đang sưng nụ thôi nhá các bác nhá. Và cái dòng này thì em cũng nói thật luôn với các bác này, lá nó không được đẹp long lanh 100% đâu. Nó sẽ có, nó rất là giòn, thi thoảng nó sẽ xước xác như thế này. Đó, các bác nhìn này, một bụi cây của nó này. Đó, nó có trung bình là 2-3 cây nhá các bác nhá. 2-3 cây này, cây nó đang đẻ rất chi là đẻ sai hơn gà luôn này. Đó, mặt trước đẻ, mặt sau đẻ này. Rất chi là ok luôn. Em Thúy chia sẻ với các bác giá độc chỉ có 120.000 thôi. Các bác mua 5 bụi, em Thúy miễn phí ship nhá. Mướt mát luôn. Hàng này, dòng này là dòng dễ gió nhá các bác nhá. Mình để về mình treo chơi cũng được. Hoặc là mình sang chậu, mình thả vào một cái chậu mới thì nó đẹp hơn nhá. Đó, cây đây. Hoa này thì thơm, mùi thơm như là mùi vani ấy. Thơm lắm các bác ạ. Lúc mà nó nở ra, chỉ cần một cây nó nở ra đã thơm hết khắp cả nhà rồi. À. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Siêu đáng yêu luôn nhá. Mướt mát luôn. Denso VIP nhà em cập bến nhá các bác nhá. Trời ơi, nó đẹp lắm. Các bác mà xem mặt hoa nó thì siêu phê luôn, đúng dòng Hà Lan VIP luôn nhà em nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Trời ơi, nó bị lóa này, mặt hoa đẹp chưa các bác ơi? VIP luôn nhá. VIP luôn. Và hoa siêu thơm luôn nha các bác nhá. Nó gọi là Denso trắng kim cương nhá. Một chậu siêu to khổng lồ như thế này. Đây các bác ơi, em Thúy chia sẻ với các bác giá 280.000 thôi. Các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. Một chậu nó rất chi là nhiều thân. Và mầm non nó đang tiếp tục lên này các bác này. Đó, hàng này em Thúy bảo hành cho các bác là mặt hoa Denso trắng VIP nhá. Denso trắng tuyền VIP của nhà em luôn. Hàng VIP tìm VIP luôn. Đối với cái dòng hoa này thì các bác chơi nó cực kỳ là lâu tàn. Và hoa siêu thơm luôn. Đây, hàng thuần rồi này. Về các bác chỉ việc treo chơi thôi, mầm non vẫn đang tiếp tục lên nhá. Đấy, hàng thuần rồi, dễ nó ra trắng xóa luôn nhá. Các bác thích để như thế này các bác treo cũng được. Và về, hoặc là các bác thả sang cho em một cái chậu gỗ nan, cho nó đẹp, trông cho nó VIP, nó sang nhá. Trông cho nó sang. Ôi, cao to đẹp dài luôn nha các bác nhá. Siêu phê luôn. Đó, chỉ có 280.000 một chậu thôi. Giá năm nay cực kỳ rẻ. Năm ngoái là bán 400-450 đấy các bác ạ. Năm nay em nhập được này. Giá em bán có, em nhập được rẻ. Giá em bán siêu rẻ luôn. Rồi mầm non nó vẫn đang lên này. Hoa siêu thơm luôn nha các bác nhá. Mặt hoa trắng tinh, trắng tuyền luôn. Bao phê luôn cho các bác này. Đó, nhà em rất là nhiều luôn nhá. Rất chi là nhiều luôn. Đó, siêu phê luôn. Và đây là một cái dòng vũ nữ hoàng hậu xanh, được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa. Đây em cho các bác xem thực tế đây nhá. Các bác xem này, bây giờ nhà em có cái giỏ lan này, nó mới bắt đầu, nó mới bung ngụa rồi nhá. Rồi ôi, hoa nó siêu đẹp luôn nha các bác nhá. Mà cần bông nhá. Cần bông nó là siêu dài luôn. Nó phải hàng trăm cái bông hoa nhỏ này trên một cần bông. Đây mặt hoa thực tế đây các bác nhá. Mặt hoa thực tế đây, nhà em có một cái giò em gá tạm vào để cho các bác xem này.
hoa nó thì cái mùi thơm nó nhẹ nhàng dịu dàng nhá, và nó thơm có giờ chứ không phải là lúc nào nó cũng thơm nhá các bác nhá. Đấy, cái dòng này thì nó từ cái lúc mà khi mà nó bắt đầu nó nảy nụ ở gốc cây cho đến khi mà nó nở hoa, hoa tàn, hoa chơi hoa tàn hết, nó phải rơi vào tầm 4-5 tháng nha các bác nhá. Thế nên là chơi cái em này nó rất là bền, rất là kỳ công luôn. Hoa siêu đẹp luôn này các bác nhìn này. Đó. Đây hôm nay em về cái hàng là nó đang sưng nụ thôi, chứ em không lấy hàng nụ nữa. Đây cái bộ rễ của nó trông ngon chưa này. Một chậu như thế này em Thúy chia sẻ với các bác giá là 120.000 thôi. Và giá trên chưa bao gồm phí ship nha các bác nhá. Đó. Và đối với cái hàng này là hàng nhà em trồng ở cái vườn trồng tự nhiên chứ không phải là cái hàng trồng công nghiệp, cho nên là lá này nó sẽ cổ kính. Nó có sẽ có sự cổ kính và sẽ hơi bẩn một chút nhá các bác nhá. Đấy chứ nó không được đẹp mướt mát. Đây các bác ơi, một số cây nó đang sưng nụ đây. Nó đang sưng mắt nụ. Đây, em nhặt cho các bác đây, một số cây nó đang sưng mắt nụ. Đây các bác nhìn đây, đây, nhìn thấy chưa? Đó. Đây này, đó. Và Hà em bán, Thúy bán là bán hàng lá chứ không phải bán hàng nụ nhá. Về các bác mình sẽ đón nụ sau nhá. Tại vì là đợt trước là em bán hàng nụ là vận chuyển thế nên là nó cứ có sự cố, thế là cho nên là em bây giờ em lấy cái hàng nó nụ nhỏ nhỏ mấy hàng đang sưng nụ nên em bán, thì em bán hàng, em tính sang hàng em bán hàng lá, hàng cây giống nhá. 120.000 một cây. Các bác mua 5 cây em Thúy miễn phí ship. Riêng cái dòng này thì các bác về sang chậu cho em, sang chậu mình trồng bằng cái gì, bằng vỏ thông vụn và hoặc là cái vỏ than vụn thôi, nhà mình đừng trồng vỏ thỏ than nữa, các bác cứ trồng bằng vỏ thông vụn cho em. Đó, trồng sang cho cái chậu mới đây này, nụ này, nụ đang hé lên nhá. Trồng sang cho em cái chậu mới thì nó cực kỳ là phát triển. Và cái hàng này thì nó ưa nắng, cho nên là lá nó mi như thế này nha các bác nhá. Chứ các bác mà trồng cái cây này ấy, mà các bác trồng ở trong dâm ấy thì là cây nó không ra hoa đâu mà nó cứ phát triển lá, lá nó cứ xanh mướt. Những cái hàng mà nó được nắng, nó được nắng, nắng thì các bác đừng phơi ra nắng mà nó chỉ được khoảng 50-60% nắng, và nắng buổi sáng sớm và nắng buổi chiều muộn thì là tốt nhất. Đó, thì cây nó sẽ cực kỳ phát triển. Và các bác tưới nhẹ thôi, đừng tưới đậm đà, tưới đậm đà là nó sẽ thối nhá. Đấy, cái lá nó không được đẹp đâu, em Điên nói trước cho các bác biết đây này. Cái lá này nó sẽ bị cổ kính, không là tránh trường hợp về là các bác lại chê nhá. Chắc các bác lại chê hàng của nhà em Thúy. Đấy, độc chỉ có 120.000 một chậu thôi. Các bác mua 5 chậu em miễn phí ship nhá. Đây, cái bộ rễ của nó thì thôi rồi luôn nhá. Yêu cực kỳ luôn. Đó. Đây em cho các bác xem lại. À, cái giò hoa nhà em nở đây. Đấy. Khi nó ra hoa nó như thế này nhá các bác nhá. Và em nói lại một lần nữa là em bán hàng không hoa, không nụ. Về các bác mình đón nụ, đón hoa sau nhá. Yêu cực kỳ luôn đấy. Đây này nhà em có hai cái chậu này nhá. Đấy. Mỗi một cái cần bông của nó ra này, khi nó ra hàng trăm bông hoa nhỏ nhá. Hoa siêu dài luôn. Cái này dài thì nó phải chơi vào tầm 90-1 mét nhá. Hơn mét đấy ạ. Em giới thiệu với các bác một số cái dòng phân thuốc để các bác tiện để các bác mua lan về chơi, thì các bác có nguồn dòng phân thuốc để các bác mình chăm sóc cây nhá. Và nhà em dùng loại nào thì em sẽ giới thiệu với các bác là nhà em dùng loại đấy nhá các bác nhá. Chứ còn ở trên thị trường người ta bán nhiều loại lắm, em cũng nói chung là cũng không biết đâu được mà lần. Đây, đầu tiên là nhà em giới thiệu với các bác một loại Atonic này. Cái này nhà bác nào mà mình trồng ít ý, thì mình nên dùng cái gói này. Mục đích là kích thích sinh trưởng cây trồng này. Trong đây nó có hướng dẫn này, về các bác cũng dụng mua những cái cây đai trâu chẳng hạn. Về các bác sẽ cắt hết những cái rễ khô đi và ngâm cho em vào cái này thì cực kỳ là ra rễ cực mạnh. Một gói như thế này em Thúy chia sẻ với các bác giá 10.000. Mà các bác mua một hộp 10 gói thì giá chỉ còn là 90.000. Tiếp đến em giới thiệu tiếp một loại nữa là loại B1. B1 của nhà em là B1 Thái xịn nhá. Đây các bác nhìn thấy hàng nhà em nhập khẩu luôn nhá. Nhập khẩu luôn, hàng Thái luôn này. Giá em đưa ra cho các bác là 30.000 một lọ. Và hàng này là hàng xịn nhá. Trên thị trường người ta đang bán 40.000, nhưng em Thúy là bán tri ân các bác là chỉ có 30.000 thôi. Và hàng này hàng Thái xịn. Cái này thì các bác cứ đổ ra cho em một cái nắp này, tương đương với 2 lít nước. Các bác hòa ra 7 đến 10 ngày các bác tưới một lần cho em. Loại thứ ba đó là cái N3M. Cái loại này được mục đích là cũng là ra rễ cực mạnh. Một nọ này em chia sẻ với các bác giá 30.000 một nọ này nhá. Trong đây nó cũng có hướng dẫn sử dụng rồi.
Loại thứ tư là một loại phân bón thông minh. Cái này là phân hạt, thí dụ mình rắc vào những gốc cây ấy. Mấy tháng, 3 đến 5 tháng mình mới phải thay mà rắc một lần thôi. Loại này em bán cho các bác 30.000 một lọ này, bán phục vụ cho các bác thôi. Loại thứ tư đó là phân bón lá. Phân bón lá này thì nó là 30-10-10. Em chia sẻ với các bác giá là 40.000 một lọ này nhá. 40.000 một lọ này. Đấy. Loại thứ năm là loại phân bón tổng hợp. Phân bón tổng hợp này thì nhà em nó là mục đích nó là tốt dễ bật mầm xanh lá, có nghĩa là nó tổng hợp hết các loại. Em chia sẻ với các bác giá là 50.000 một lọ này nhá. Trong đây nó cũng có hướng dẫn sử dụng hết rồi nhá các, công dụng cách dùng đây. Đấy. Loại nữa đến đó là kích hoa của Thái nhá. Chuẩn của Thái luôn. Trên thị trường là có chỗ người ta bán 85, 90, 100, 120, lung tung. Nhưng mà cũng chưa chắc là hàng xịn đâu. Nhà em hàng xịn đây các bác nhá. Em chia sẻ gọi là giá tri ân khách hàng. Giá chỉ có 50.000 một hộp thôi. 50.000 một hộp này, hộp là 120ml ấy sao ấy nhỉ. Đấy, đúng rồi, 120ml. Đấy, 50.000 nha các bác nhá. 50.000 kích hoa đấy. Sau đó đây là một số cái mặt hàng phân thuốc nhà em Thúy dùng như nào thì em chia sẻ với các bác. À đây còn một loại này nữa, đó là phân que tan chậm hàng của Mỹ. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 120.000 một vỉ này. Trong có những cái vỉ này nó có những cái thỏi que que như thế này, thì các bác mình về dỡ ra cũng thả vào chậu đấy, 3 đến 5 tháng thì mình mới thay một lần, mấy này bỏ tiếp một que mới vào nhá. Đấy, các bác bỏ ít thôi chứ tránh bỏ nhiều. Bỏ nhiều là nó sẽ sót cây, là nó chết đấy nhá. Đây em giới thiệu với các bác một số cái phân thuốc mà hàng nhà em đây, hàng nhập khẩu đấy các bác nhá. Đó, đây cây cối nhà em cũng toàn hàng thùng Thái luôn, thì tiện thể là em lấy luôn phân thuốc về em phục vụ các bác.